Em xin chào tất cả mọi người nhé. Em lại lên một video dược liệu cho mọi người nhé. Cốt tỏi bột. Cốt tỏi hổ hàng to đẹp mọi người nhé. $60.000 một cân. Tấn khẩn là 60.000 một cân mọi người nhé. Hỗ trợ rửa sạch sẽ cho mọi người. Thích chân không. Đó. Hàng khô thì là 150.000 đồng giá. Tắc kè đá cũng là 60 mọi người nhé. Tất cả đá cốt tỏi bộ đấy. Lọc cọc. Củ bình vôi vẫn là 50 nhé mọi người nhé. Củ to củ nhỏ. Mọi người thích củ nào thì em chụp ảnh nhé. Viễn trí mọi người nhé. Viễn trí vẫn là 180.000 một cân. Có hỗ trợ tách cho mọi người luôn nhé. À, ngâm lên màu hồng rất là đẹp. Uống cũng khá là thơm. Dứa dại vẫn là 80.000 một cân. 80.000 một cân. Những quả lứt là nó bắt đầu chín rồi mọi người nhé. Đấy. Chín thì nó sẽ thơm hơn. Sâm xuyên đá Hà Giang, xuyên đá ruột vàng 150.000 một cân. Em hỗ trợ rửa cho mọi người nhé. Ba cây Quảng Linh vẫn là 220 hàng chưa tách và 280 hàng tách sẵn mọi người nhé. To, già, tím. Mật ong ruồi 550.000 một cân nguyên tổ. Táo mèo 45.000 một cân. Hoa. Đây có ít gà lá biên này này, lá phát tài này. Có bán thì bán. Lá phát tài trắng này. Lá phát tài vàng này. Đấy, những chậu kia như này. Đây, cây to này. Đây là sáu mắt. Đấy, chậu sáu mắt như thế này. Như thế này, kia. Đấy. Đây, phát tài vàng đây. Cái này mình phải tưới nước vào tí thì nó đẹp. Giò không họng. Không họng thì phải tí chụp hoa cho. Thế thôi, còn lại là toàn hàng tầm cao. Nó đang nhân giống ấy.